Hello, xin chào anh em nha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để tham gia cái buổi chia sẻ livestream của Giang ngày hôm nay. Thì hôm nay là một cái buổi Giang sẽ chia sẻ với anh em rằng là cái chủ đề sinh viên ô tô cần chuẩn bị gì cho tương lai. Thì cái livestream này nó nằm trong cái chuỗi livestream của Trung tâm Đào tạo VATC tổ chức với cái chủ đề rằng là tranh ngành trò chuyện về nghề. Thì hôm nay thì là cái buổi chia sẻ của Giang thì về cái chủ đề là với anh em sinh viên. Thì lúc nãy giờ thì cũng để anh em đợi một chút thì phòng kỹ thuật setup thì cũng để đợi một chỗ anh em vào thì chúng ta sẽ đông đông hơn một chút thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi livestream hôm nay luôn. Không không để anh em phải chờ đợi lâu. Thì đầu tiên thì anh em chúng ta giao lưu một chút cũng như là nhờ anh em chia sẻ giúp Giang cái link này vào các cái nhóm ô tô để các anh em ô tô có thể là tiếp cận được cái thông tin. Cũng như là đặc biệt là cái buổi chia sẻ hôm nay thì trọng tâm là anh em sinh viên ô tô thì cũng rất mong anh em là làm sao chia sẻ giúp Giang cái link này vào trong các cái group của các trường cũng như là của lớp của mình cũng như là tag tên bạn bè vào cái buổi livestream này chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đó. Anh em chúng ta giao lưu một chút. Đó, mình chào anh em một chút. Một số anh em vừa mới ăn cơm xong đúng không? Mời anh kem xong này, chào Duẩn Lê này, đó. Chào Nguyễn Thiện và Huyệt Anh Hơi. Rồi cảm ơn anh em. Thì cái chương trình live stream chuỗi live stream chia sẻ về tay ngành trò chuyện về nghề này thì do Trung tâm Đào tạo VTC tổ chức. Thì buổi hôm trước thì đã là buổi đầu tiên thì anh Nguyễn Thành Đàm cũng đã chia sẻ về cái chủ đề là tổng quan ngành ô tô Việt Nam và một số cái vấn đề trong cái quá trình mà khởi nghiệp ngành ô tô. Thì cái buổi chia sẻ hôm nay thì cái chủ đề nó gần gần gũi hơn với cái đa số anh em và cái chủ đề thiết thực liên quan đến ngành đến nghề. Thì có rất nhiều anh em đúng đang rất là có nhiều thắc mắc trong cái câu chuyện là chúng ta làm sao mà học cái nghề này để ra trường có thể làm được những cái công việc mà ra trường có thể làm được việc ngay cũng như là phát triển được bản thân ở trong cái ngành này. Đó, thì ngành ô tô thì chúng ta biết rằng là đánh giá rất là Tiềm tiềm năng. năng. Đó, thì anh em chia sẻ cho chúng ta một chút nhá. Chúng ta giao lưu một chút dành khoảng 30 giây thôi. Chúng ta chia sẻ giúp Giang cái livestream này vào các nhóm cũng như là đặc biệt là anh em sinh viên thì tag tên chúng ta thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi livestream luôn. Đó. Thì ở trên này thì chắc là sẽ có rất nhiều anh em là chưa biết đến Giang thì tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay thì Giang cũng đầu tiên cũng sẽ xin giới thiệu về một vài nét qua bản thân trước để tham gia vào cái buổi livestream này chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nhau. Thì Giang thì tên đầy đủ là Giang là Nguyễn Xuân Giang thì ngày xưa Giang cũng là một sinh viên ô tô cũng học ô tô cũng phát triển lên từ ngành và sau đó thì cũng có tham gia làm việc trong các doanh nghiệp ô tô và hiện tại thì Giang đang là giám đốc dự án của Án của ô tô vui Huy đồng thời cũng là đồng sáng lập cũng như là điều hành cái trang việc làm ngành ô tô AutoJob và cộng đồng sinh viên ô tô Việt Nam. Thì trải qua cái quá trình là đi ra từ ngành cũng gặp rất nhiều là cái khó khăn phát triển từ một sinh viên ô tô để có thể là đi lên phát triển rồi lên cái vị trí quản lý. Và ngày hôm nay thì cũng đã làm việc với rất nhiều các cái doanh nghiệp trong ngành ô tô, các cái showroom đại lý. À, thì Giang cũng nghe được những cái mong muốn của phía doanh nghiệp đối với cái sinh viên ô tô chúng ta thì ngày hôm nay thì Giang muốn với mong muốn là một cái người đi trước của các bạn sinh viên ô tô với nhìn góc góc một nhìn sinh đâu viên đã từng là một sinh viên, cái thứ hai là góc nhìn của một doanh nghiệp thì mong muốn chia sẻ lại với số đông anh em sinh viên ô tô về cái chủ đề rằng là sinh viên chúng ta thì học trong ngành ô tô ra trường thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì, chuẩn bị như thế nào và cái lộ trình chúng ta phải rèn luyện như thế nào để mà khi ra trường để chúng ta không bị bỡ ngỡ, không bị sốc về nghề và có thể làm việc được ngay. Như anh em biết thì ngành ô tô được đánh giá là một ngành rất là phát triển và những nhiều chuyên gia đánh giá là ngành ô tô là tiềm năng trong những năm tới rồi rất là đông rất là nhiều các cái trường đại học những năm vừa qua thì tăng nhanh cái chỉ tiêu đào tạo. Cũng có nhiều trường thì ngày xưa cũng chưa đào tạo ngành ô tô đâu. Nhưng mà từ 2019, 2020 đến bây giờ thì đã bắt đầu mở ngành đào tạo ngành ô tô. Còn những trường khác thì bắt đầu tăng chỉ tiêu lên gấp 1,5, có những trường gấp 2, gấp 3 lần. Nhưng mà những con số đó không nói lên cái vấn đề là thế thì ra trường có thực sự tiềm năng, có dễ tìm việc hay không.
Tại vì rất nhiều anh em chúng ta nghe thấy những cái câu chuyện vẫn than vãn hàng ngày rằng là ra trường ngành ngày là khó quá, rồi là chỉ tham gia được một thời gian là chúng ta gặp những cái gọi là cái sốc ở ngoài đời á, thì chúng ta không có vượt qua được và chúng ta bỏ nghề, chúng ta dừng lại sau một cái thời gian cố gắng học tập cũng như là ra ngoài đời bươn chải đó. Thì xuất phát từ cái lý do đó thì Giang với là một người đã từng trải Trải qua qua cũng như là hiện tại thì cũng có làm việc với nhiều doanh nghiệp ở cái vấn đề tuyển dụng, thì cũng thấy được là có nhiều cái vấn đề tại sao mà ngành thì đang đi lên mà nghề của chúng ta thì đang gặp nhiều khó khăn như vậy. Thì Giang mong muốn chia sẻ lại cái góc nhìn của mình tới số đông anh em sinh viên để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ngành, chúng ta biết rõ rằng là ngành này thực ra là nó là gì, rồi tham gia vào đó thì chúng ta có thể làm được những công việc gì ở môi trường nào, chúng ta cần phải chuẩn bị những cái năng lực gì ở mỗi vị trí đó, và có cái lộ trình làm sao để mà rèn luyện để mà để khi ra trường chúng ta có thể có đủ năng lực, có đủ kỹ năng và có thể tham gia vào để làm việc được ngay đó. Thì đầu tiên thì để mà nói về cái câu chuyện rằng là tại sao mà ngành thì phát triển như vậy mà khi khi mà mà ra trường thì chúng ta bị sốc, tại vì một cái quá trình là ngành này nó có một cái đặc thù đó, là có thể là cái đặc thù là có nghĩa là để khi ra trường mà làm á, thì đã phải có một số những kỹ năng rồi, một số kiến thức rồi chúng ta mới vào làm được ngay. Tuy nhiên thì ngành thì đào tạo rất là rộng và không phải ai cũng cũng có cái hiểu biết rằng là chúng ta cần phải chuẩn bị trước để mà khi mà ra chúng ta có thể làm việc được ngay. Thì để mà khái quát lại cái nguyên nhân và vấn đề và thực trạng và lý do á, thì Giang có đưa ra ba cái nguyên nhân cơ bản để mà số đông tại sao anh em là không có làm được việc đó. Thì em chuyển giúp anh cái slide số 1 cái đấy. Ở đây thì Giang có đưa ra ba cái thực trạng và vấn đề đó. Thì cái thực trạng thứ nhất là chúng ta thấy rất là rõ là rất đông sinh viên ô tô là ra trường sau một cái thời gian trong khoảng 3 năm thôi, chúng ta bắt đầu là không vượt qua được những cái khó khăn, những cái đặc thù nghề và chúng ta phải dừng lại bỏ nghề. Cái con số này thực ra là rất là báo động khi mà những năm qua có đến khoảng 60% là sinh viên ra trường gặp khó khăn quá. Ra trường học trong trường thì rất là lâu, ra trường làm gara được một vài buổi không biết gì hết chúng ta bỏ, rồi là đi làm sale thì cũng không có kiến thức về sale mà làm kỹ thuật thì cũng không đến đâu cả đó. Cái đó dẫn đến cái lý do là chúng ta bỡ ngỡ đó. Cái ở nguyên nhân thứ hai chúng ta bỡ ngỡ không có làm được việc đó. Và cái nguyên nhân sâu xa mà theo Giang nghĩ đó là chúng ta chưa thực sự hiểu rõ về ngành và chúng ta chưa có sự chuẩn bị sớm từ nhà trường. Giống như Giang nói từ ban đầu đó, cái ngành ô tô nó là một cái ngành nó không phải là ra trường anh có thể học một chút về Excel hay là một chút về kỹ năng ở trên internet là có thể làm ra được ngay. Tại vì câu chuyện là khi mà mình vào làm ở gara sửa xe hay là chúng ta đi làm sale thì cũng không phải là điểm mạnh của những người kỹ thuật đó. Làm kỹ thuật thì phải có một quá trình làm sao mà trải nghiệm rồi là vào thực tế sửa xe chui gầm cầm cờ lê chán chê 2-3 năm rồi có khi còn chưa làm được, nói huống hồ gì là một sinh viên mà chúng ta mới chỉ học lý thuyết chúng ta ra trường có thể làm được ngay. Trong khi muốn chuyển nghề chuyển ngành qua làm sale thì sale cũng không phải là điểm mạnh của mình. Chúng ta là người kỹ thuật không có nhiều hiểu biết nhiều về sale, làm cố vấn thì cũng chưa thể nào mà làm được ngay. Ra có phải qua một quá trình làm kỹ thuật. Thì đó là ba cái nguyên nhân và ở đây là thực trạng. Thì ba cái thực trạng mà Giang thấy rõ rằng là thứ nhất là chúng ta bỏ nghề quá nhiều. Thứ hai là chúng ta không có sự chuẩn bị từ trước, cho nên là khi mà ra trường là chúng ta bị bỡ ngỡ, chúng ta rất là bị sốc sốc thực tế và dẫn đến cái lý do là chúng ta bỏ. Thì cái nguyên nhân sâu xa là nó nằm ở câu chuyện là chúng ta không có hiểu rõ về ngành. Tại sao hiểu rõ về ngành? Thì cho anh cái slide số 2. Ở đây Giang có vẽ một cái hành trình từ nhà trường ra doanh nghiệp. Nói về sinh viên này, nói về câu chuyện là chúng ta làm sao mà đi học, sau đó chúng ta đi làm. Và cái công công cuộc chúng ta đi làm đó, câu chuyện là chúng ta bán cái năng lực của mình. Ở đây có cái hành trình từ nhà trường đến doanh nghiệp. Thì đây Giang hôm nay sẽ chia sẻ để giải quyết những cái thực trạng ở phía trên đó, thì Giang sẽ chia sẻ với anh em ba cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất đó là học ô tô ra trường thì làm việc ở đâu. Cái này nghe thì rất là cơ bản nhưng mà không phải là ai cũng hiểu rõ, tại vì theo cái nhìn và cái thực tế của Giang á, thì số đông anh em đang đánh đồng ngành ô tô với lại một cái nghề sửa xe, hay là chúng ta chỉ quan tâm về chỉ ngành ô tô thôi. Cái tư duy của chúng ta đang nhìn nhận cái ngành nó là chỉ là ô tô thôi và chỉ là sửa xe thôi. Chính vì vậy mà
nó bó hẹp luôn cái những cái cơ hội nghề nghiệp của chúng ta. Thay vì là ngành ô tô là một ngành rất là rộng rộng như nào tí nữa chắc sẽ nói, thì chúng ta đang nghĩ là chỉ là sửa xe thôi, và khi thấy rằng là những kiến thức của mình học ra trường không có sửa xe được, chưa sửa xe được, và mình không phải là người thích mà lăn lộn gầm, thì chúng ta tự nhiên chán nản, chúng ta nghỉ luôn, bỏ ngang giữa chừng luôn. Nhiều anh em có khi là chưa có ra trường đã bỏ rồi đó. Cái nội dung số 2 đang chia sẻ đó là vậy thì doanh nghiệp, một doanh nghiệp người ta cần gì ở một nhân sự. Cái việc chúng ta mà học ra trường thì chúng ta cũng chỉ đi, cũng cũng là để đi làm thôi. Đó, đi làm thì thực ra là cái quá trình mà chúng ta bán cái sức lao động của mình, bán cái năng lực của mình, và anh em phải hiểu rõ đó là một cái sản phẩm, một cái sản phẩm về 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 lao động. Mà một sản phẩm mà chúng ta muốn bán được thì chúng ta phải hiểu rõ rằng là vậy thì ai là người mua và họ cần gì ở cái sản phẩm đó, và đặc biệt là sản phẩm đó của chúng ta là sẽ phải có dài đó, nó đi đến cái ISO 3, nó có nghĩa là cần chuẩn bị gì đó, từ trên ghế nhà trường luôn đó. Và để muốn là ra trường cần cần có thể làm việc được ngay thì chúng ta cần phải có quá trình chuẩn bị như lúc đầu Giang nói đó, thì không thể nào mà không có sự chuẩn bị để mà khi ra trường chúng ta bị sốc ở cái ngành này, tại vì cái đặc thù ngành này là phải chuẩn bị bất kể cái vị trí nào ở trong ngành này. Giang theo Giang thấy là nó như vậy đó. Thì không biết là anh em có nghe rõ Giang nói không nhỉ? Trước khi mà đi vào chi tiết ba cái chủ đề này thì là anh em comment giúp Giang một cái, nếu như nghe rõ và ấy thì là comment giúp Giang một cái nhé. Anh em sinh viên chia sẻ giúp Giang cái video này một một chút, chia Em sẻ biết lên Giang cá nhân cũng như là tag tên bạn bè của mình vào. Ở đây có một số bạn cũng đã bắt đầu tag tên của các bạn của mình vào. Đó. Cái video này thì Giang cũng có rất nhiều nội dung, và tối hôm qua thì phải ngồi đến 4 tiếng đồng hồ để mà set up lại năm cái slide này để mà chia sẻ với anh em, tại vì cái thời gian nó có hạn, và mong muốn truyền tải đến anh em sinh viên làm sao có thể có những cái góc nhìn mới về ngành hơn, cũng như là hiểu được những cái mong muốn đang đang hướng các bạn, để mà các bạn tìm được những cái hướng đi làm sao cho mình phát triển đúng cái điểm mạnh của mình và có thể là thăng tiến trong cái nghề này được. Rồi chúng ta sẽ quay lại ở đây. Cái ý đầu tiên lúc nãy Giang mong muốn chia sẻ với anh em á, là học ô tô chúng ta ra trường làm việc ở đâu, tại vì là anh em đợi đợi một chút, đợi một chút, mình sửa lại cái mic một chút nhé. Lúc nãy có một số anh em bình luận rằng là loa bị nhỏ, không biết là anh em có nghe rõ chưa nhỉ? Anh em nghe rõ comment chúng ta một cái là nghe rõ để cho biết là anh em đang nghe được nha. Tại vì chia sẻ mà anh em không có nghe được, nhiều khi nghe không có trọn ý. Anh em comment chúng ta. Anh em có nghe Giang nói không ạ? Phiền anh em một chút nha, lỗi hệ thống kỹ thuật. Lỗi hệ thống kỹ thuật. Rồi anh em nghe rõ không ạ? Chắc là được. Ok, chuyển chuyển cho anh, giúp anh cái slide cái. Chuyển cái slide số 3. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung mà Trang chia sẻ cái hôm nay á, thì cái đầu tiên á là học ô tô ra trường thì chúng ta làm việc ở đâu? Thì giống như lúc nãy Trang có nói á, rất nhiều anh em là chưa hiểu rõ rằng là học ô tô này ra trường thì chúng ta sẽ thực ra là chúng ta làm việc ở những cái môi trường nào, làm việc ở đâu. Chính vì vậy mà nó nhiều khi mình chưa hiểu rõ rằng là cần làm việc ở đâu, thì chúng ta không có được những cái định hướng nó chính xác và tìm cho mình được những cái sự chuẩn bị tốt để mà khi mà mình ra trường mình có thể là tham gia vào được. Thì ở đây đang có khái quát lại, thì thực ra ngành ô tô á, cái ngành ô tô và cái ngành ở các trường đại học hay là cao đẳng đang đào tạo chúng ta á, có tên nó có thể là kỹ thuật ô tô hay là công nghệ ô tô hay là một cái tên gì đó về ô tô, nhưng bản chất là đang đào tạo cả một ngành xe cộng một ngành máy đó. Anh em tại sao lại là ngành xe cộng với ngành máy? Thế anh em thấy rõ một điều rằng là
Ở trường chúng ta đào tạo chỉ có đào tạo về ô tô thôi, không có cái khoa nào hay không có cái ngành nào gọi là cái ngành đào tạo xe máy, xe đạp hay là đào tạo tàu hỏa cả. Đó, thì tại sao? Thì chúng ta chỉ có đào tạo về ô tô, vậy thì khi mà ra trường ra thực tế á, vậy thì những cái nhân sự mà đang làm việc trong các cái công ty, các cái nhà máy về ô tô, về về xe máy này, về tàu hỏa này, rồi nhiều khi là một cái nhà máy sản xuất xe đạp ở dưới Bình Dương á, thì không biết là ai sẽ làm việc ở dưới đó. Đó, thì thực ra đó là cái cũng là những nhân sự trong ngành ô tô của chúng ta cả. Thì đó là đầu tiên đó là cái ngành xe. Còn về ngành máy, anh em thấy rõ là khi mà có cái quá trình chúng ta học về ô tô á, thì trước khi học ô tô chúng ta có học về máy, chúng ta học về động cơ, cũng học về động cơ đốt trong, cũng học từ cái việc là nhiên liệu xăng, diesel chuyển hóa thành cơ năng. Đó, thì ở ngành máy thì ở các cái công ty về điện khí này, các cái công ty về 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 nhà máy sản xuất đó, thì đều có các cái máy ở trong đó. Thì ở trong đó thì các cái máy đó thì đều cũng là những cái kỹ thuật viên hay là những cái nhân sự tham gia vào trong đó, hay là các cái nhà máy đều có các cái máy CNC, thì ai sẽ làm việc và vận hành những cái máy đó. Thì ở trong trường chúng ta không có đào tạo một cái ngành nào là ngành như vậy cả. Có thể là các bạn cơ khí có thể tham gia vào được, nhưng mà khi mà nói về động lực, nói về động cơ, cơ cấu hoạt động ở trong đó thì chỉ có ngành ô tô chúng ta thôi. Vậy thì đầu tiên nha, muốn để mọi người hiểu rõ hơn, ngành ô tô đó là cả một ngành xe cộng với một ngành máy, chứ không có đơn thuần rằng là chúng ta đào tạo ô tô ra là chúng ta chỉ tham gia vào làm ô tô không đâu. Làm ô tô nó chỉ là một cái ngách ở trong đó. Ngoài ô tô ra thì tất cả những cái gì mà Linh gọi là có chữ xe á, vận hành ở ngoài đường, có thể là xe máy công trình, máy nông nghiệp, máy xây dựng, xe nâng, tàu hỏa, tàu thủy, tất cả mọi thứ đó đều là dân ô tô ra làm hết. Thì đầu tiên anh em sẽ thấy đó, thì chỉ cần nói đến đó thôi, anh em tự biết là vậy thì rồi chúng ta ra trường chúng ta có thể tham gia vào được những cái môi trường nào rồi đó. Cái thứ hai là ngành máy thì ở các cái nhà máy này, rồi là các cái động cơ máy phát này, rồi là các cái động cơ thủy khí này, ở trong các cái nhà máy mà cần về thủy khí á, thì cũng là nhân sự ô tô tham gia vào đó sửa chữa vận hành đó. Thì đó là chúng ta thấy là ngành ô tô là một ngành rộng. Thì ở đây đang có chia có chẻ ra, khi mà nói về các cái nhóm ngành á, thì ở đây đang có chia ra thành bốn cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nó liên quan đến sản xuất. Ở nhóm liên quan đến sản xuất thì anh em thấy rằng là những cái gì mà liên quan đến sản xuất đó, nó nằm ở trong cái nhà máy á. Thì ở trong nhà máy chúng ta thấy đó là, một là ở các cái nhà máy mà liên quan trực tiếp là sản xuất ô tô này, xe máy, xe đạp, thì anh em có thể tham gia vào được. Đó, sản xuất ô tô, xe máy, xe đạp. Nhưng cái nhóm mà sản xuất ô tô ở Việt Nam thì nó khá là ít. Đó, thì anh em thay vì đó thì nếu như mà muốn làm thiết kế, nếu muốn làm quản lý dây chuyền chẳng hạn, chúng ta có thể tham gia vào các cái xe máy hay là các cái công ty, các cái nhà máy sản xuất xe đạp được. Đó, hay là chúng ta biết là ô tô thì có rất là nhiều linh kiện ở đây đó. Một cái ô tô thì có đến 50.000, 60.000 chi tiết ở đây đó. Và sản xuất ô tô là không phải là đi một nhà máy sản xuất hết tất cả những cái linh kiện chi tiết đó, mà là đều từ hàng chục nghìn cái nhà máy chỉ sản xuất, mỗi mỗi nhà máy như vậy sản xuất một cái thiết bị ở đây đó thôi. Thì có công ty sản xuất về lốp, có công ty sản xuất về ghế, có công ty sản xuất chuyên về capo thì tham gia vào và sau đó lắp ghép lại. Thì anh em nếu như muốn làm ở cái vai trò là thiết kế, hay là vai trò quản lý dây chuyền, hay là vai trò là nghiên cứu, thì có thể tham gia vào các cái phòng thí nghiệm ở đó hết, các cái đơn vị thiết kế ở trong đó hết. Thì tìm các cái công ty về sản xuất phụ trợ này, rồi các cái công ty về máy động lực này, các cái công ty về đồ dân dụng này. Tại sao lại có cái đồ dân dụng ở đây? Thì anh em thấy một thực tế giống như đang nói ở trên đó, là nếu như chúng ta sản xuất một cái bộ bàn ghế này, hay là một cái nồi cơm điện, hay là một cái chảo đó, thì ai sẽ thiết kế lên những cái sản phẩm đó? Đó, nhiều anh em cứ hỏi thiết kế ở Việt Nam rằng là học thích muốn làm thiết kế, nhưng mà nhà máy ô tô ở Việt Nam ít quá, không có môi trường để mà làm việc. Thì Giang nói luôn là anh em có thể tham gia vào các công ty sản xuất đồ dân dụng được. Đó, tại vì bản chất của thiết kế nó đều là vẽ 2D lên 3D rồi sang CNC, cắt kem CNC, thì cũng đều là những cái mặt phẳng cũng như cái layer đó. Anh em thay vì việc là cứ phải đi tìm cho bằng được một công ty sản xuất ô tô, thì có thể đi tìm những công ty sản xuất xe đạp, những công ty sản Đồ xuất dân dụng, dụng. thì đều có thể tham gia vào đó được. Đó, thì chúng ta có tự nhiên là thấy là cái nhóm ngành của chúng ta rất là rộng rồi. Đó, ngoài ra thì anh em có thể tham gia vào các trung tâm nghiên cứu. Cái nhóm thứ hai á, là nhóm về dịch vụ.
Nhóm dịch vụ thì chúng ta thấy rằng là dịch vụ ở đây bao gồm cả dịch vụ bán hàng, dịch vụ số cũng như là dịch vụ sửa chữa kỹ thuật. Thì ở đây dịch vụ chúng ta có thể tham gia vào các cái đơn vị ví dụ như là các cái showroom này, các cái đại lý bán xe mới, xe cũ này, các gara này, các trung tâm chăm sóc xe detailing này, các cái trạm đăng kiểm cứu hộ này. Anh em có thể tham gia vào đó, bất kỳ một cái vị trí nào trong đó đều là dịch vụ hết. Làm kỹ thuật cũng là làm dịch vụ anh em nha. Làm kỹ thuật là chúng ta làm dịch vụ sửa chữa. Đó, rồi là ngoài ô tô thì chúng ta thì có thể làm dịch vụ về liên quan đến cho thuê, bán, rồi là bảo trì sửa chữa máy công trình này, máy xây dựng này, máy động lực này, thủy khí này, điện này. Đó, thì những cái lĩnh vực này là anh em nhiều khi ngày xưa là chưa có nghe tới, thì nhiều khi không có nghĩ tới. Nhưng mà thực tế là ngành ô tô thì chúng ta cứ số đông là cứ tập trung vào làm ô tô thôi, và đặc biệt là làm xe con. Cho nên là cái thị trường thì bé, nhưng mà cái rất là nhiều nhiều người tham gia vào đó, tự nhiên làm cho cái cung với cầu nó mất cân bằng. Đó, và thay vì mà chúng ta cứ tranh nhau vào làm ô tô thì tự nhiên làm cho cái giá nhân công như mọi thứ nó đi xuống, thì chúng ta có thể qua làm về sửa chữa về máy công trình hay làm về máy xây dựng. Qua đó thì đang biết là về cái mức lương cũng như là cái sự cạnh tranh nó thấp, cạnh tranh nó thấp và lương nó cao hơn nhiều. Đó. Ngoài ra thì dịch vụ có thêm các cái trường học này, có thể tham gia vào các cái giảng viên đào tạo, rồi là sau đào tạo. Rồi thứ hai là bảo hiểm này, các công ty bảo hiểm này, các công ty marketing ô tô này. Đó, các doanh nghiệp ô tô, doanh nghiệp nào cũng cần marketing hết. Đó, rồi các cái công ty bảo hiểm, rồi giám định xe, rồi kiểm định gì đó rất là nhiều. Đó, thì anh em có thể tham gia vào được, nhưng anh em nào muốn làm dịch vụ anh em tham gia vào đó. Cái nhóm nghề thứ ba là nhóm nghề về thương mại. Thương mại là tất cả những cái gì mà chúng ta mua về bán lại, nó là thương mại. Thì thương mại nó có thể là liên quan đến phụ tùng, phụ kiện, linh kiện, thiết bị này. Anh em thấy là quá trình xe đi thì hư hỏng rất là nhiều thì phải thay phụ tùng này, rồi gara muốn set up thì phải có thiết bị này, rồi các cái linh kiện đồ chơi xe hơi, camera hành trình, rồi các cái công ty về dầu nhớt, phụ gia hóa chất này, rất là nhiều. Anh em tham gia vào đó được, tham gia vào vai trò gì? Một là kỹ thuật, chúng ta nghiên cứu sản phẩm đó, phải R&D các cái sản phẩm trước khi mà về mà muốn phân phối lại là các công ty đều phải nghiên cứu hết, thì cần có những cái kỹ sư biết về kỹ thuật tham gia vào đó. Cái thứ hai là có một cái nhóm là nhóm logistics này. Anh em thấy logistics ở Việt Nam rất là phát triển, ngành nào cũng cần phải vận chuyển hàng hóa hết. Đó, cũng cần phải có container, cũng cần phải có tàu thủy để vận chuyển hết. Thì ở trên đó đều có những cái điều phối viên này, rồi có đội xe, quản lý đội xe này, rồi có một đội kỹ thuật để mà sửa bảo trì liên tục cái đội xe đó. Đó thì anh em tham gia vào cái nhóm logistics cũng là một nhóm rất là mở, rất là rộng ở Việt Nam hiện nay. Đó. Còn một cái nhóm thứ tư là nhóm xuất khẩu lao động. Thì cái nhóm này á là những anh em nào muốn đi ra các cái thị trường quốc tế, và đặc biệt ở đây là mạnh nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc, thì có thể tham gia vào đó, chúng ta đi xuất khẩu lao động với visa là kỹ sư, chúng ta qua đó làm kỹ thuật. Thay vì làm ở Việt Nam thì lương mỗi tháng khoảng 10 12 triệu thôi, thì qua Nhật chúng ta có thể làm với mức lương nó cao hơn nhiều, vì ở các cái đất nước đó người ta bây giờ dân số nó già, nó không có kỹ thuật để làm, thì chúng ta có thể tham gia vào đó. Đó thì anh em thấy rằng đó, ra khái quát lại là học ô tô á, thì ra trường chúng ta làm việc được rất nhiều cái môi trường, bao gồm cả ngành xe cộng ngành máy. Anh em thấy ở đâu có xe là ở đó có nghề của chúng ta, ở đâu có máy là ở đó có nghề của chúng ta. Có thể là chúng ta mạnh thiết kế thì chúng ta đi tìm những cái môi trường thiết kế chúng ta làm, chúng ta mạnh về dịch vụ thì chúng ta đi tìm những cái môi trường về dịch vụ có thể là sửa chữa hay là đi bán hàng, đi làm cố vấn. Thì công ty nào bán một cái sản phẩm gì nằm trong ngành này đều cần phải có một nhân sự bán hàng hết, và đặc biệt là có một cái vị trí gọi là kỹ sư bán hàng. Đó, kỹ sư bán hàng nó khác với một ông học kinh tế quốc dân vào bán hàng, là vì ông rất là hiểu sản phẩm, muốn bán được hàng phải hiểu rất là rõ về sản phẩm, hay là muốn làm marketing rất hiểu để rõ về sản phẩm và hiểu về đối tượng. Thì chúng ta là những người trong ngành, chúng ta chắc chắn là hiểu hơn những người ngoài ngành, thì anh em có thể tham gia vào được hết hết chứ không có cái vấn đề gì cả. Đó thì đi qua cái vấn đề thứ hai á, là cái vấn đề về chúng ta qua gọi là cái vấn đề thứ nhất, có nghĩa là chúng ta biết rằng là học ô tô có thể làm việc ở những môi trường nào rồi, chúng ta biết rồi đó. Rồi cái thứ hai là vậy thì khi mà tham gia vào mỗi môi trường như vậy thì doanh nghiệp người ta cần gì ở mình, cần gì ở cái sản phẩm của mình. Mình là một sản phẩm về lao động, và chúng ta muốn bán một cái sản phẩm về và có giá cao á, đầu tiên là bán được. Bán được thì chúng ta sản phẩm của chúng ta phải có giá trị cái đó, phải người dùng phải dùng được cái đó. Cái thứ hai, muốn bán được giá cao á, thì cái sản phẩm của chúng ta phải tích hợp nhiều giá trị và có sự khác biệt. Thì anh em phải hiểu rõ là vậy thì cái người mua ở đây á, là các cái doanh nghiệp, những người sử dụng lao động, và muốn người ta mua mình được và mua với một cái giá cao thì chúng ta phải hiểu là họ cần cái gì.
Ok, thế vậy thì các cái doanh nghiệp cần cái gì ở một người lao động? Thì em chuyển cho anh cái slide. Ở đây đang có một cái công thức. Đó, doanh nghiệp cần gì ở một nhân sự? Ở đây thì cái mà Giang nói là chúng ta bán cái sản phẩm lao động. Bán sản phẩm lao động thực ra là chúng ta đang bán cái năng lực của chúng ta. Và năng lực thì thường được người ta định định nghĩa như này, cái này là người ta định nghĩa thôi. Còn cái ở dưới là Giang sẽ thêm vào theo cái ngành cái nghề của mình để giải thích cho anh em hiểu rõ hơn. Nhưng mà cái ở phía trên năng lực là bằng kiến thức cộng kỹ năng cộng thái độ. Và cái công thức này là dùng chung cho tất cả những cái nghề cũng như tất cả các cái vị trí. Đó, tùy vào cái nghề nào, vị trí nào thì cần có những cái kiến thức, những cái kỹ năng khác nhau thôi. Và thái độ thì luôn luôn là phải tốt rồi. Đó, thì chúng ta muốn bán giá cao chúng ta phải có nhiều năng lực và chúng ta phải tích lũy nhiều năng lực. Vậy năng lực ở là gì? Năng lực ở đây có nghĩa là bằng kiến thức cộng kỹ năng cộng thái độ. Kiến thức ở đây đang có chia ra ba cái. Kiến thức là có thể là kiến thức chuyên ngành. Kiến thức chuyên ngành có nghĩa là chúng ta là những kỹ sư, chúng ta là những người học ô tô ra trường thì cái đầu tiên là cái lõi chuyên ngành chúng ta phải có và nắm thật chắc. Thì cái lõi ở đây là chúng ta phải hiểu rõ về cấu tạo này, nguyên lý này, lý thuyết về ô tô này. Cái điều đó là chắc chắn là chúng ta phải có rồi. Đó, những cái cơ bản học ở được ở nhà trường thôi nhưng mà đó là một những trong những cái nền tảng cơ bản nhất để tạo bệ phóng cho chúng ta sau này, bất kể là chúng ta làm kỹ thuật hay là không làm kỹ thuật, đi làm sale cũng cần những kiến thức đó để mà tư vấn khách hàng, hay là làm cố vấn cũng cần kiến thức đó. Chứ chúng ta không đừng nghĩ rằng những cái kiến thức đó là kiến thức suông. Thì đầu tiên đó là kiến thức chuyên ngành chúng ta phải có. Cái thứ hai là chúng ta phải biết được những cái kiến thức về tổng quan ngành. Tổng quan ngành là giống như cái phần lúc nãy Giang vừa chia sẻ á. Chúng ta phải hiểu ngành này là cái xu hướng ngành này nó sẽ đi về đâu, có phát triển hay không. Cái thứ hai là vậy thì chúng ta học ngày hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai là đi mang cái sản phẩm này đi bán thì có thể là bán được những cái môi trường nào, môi trường đó cần cái gì thì đến cái này. Thì chúng ta phải hiểu hiểu tổng quan cái đó trước khi đi vào chi tiết, trước khi đi mà cấu thành cái sản phẩm của mình chúng ta phải hiểu. Đó. Cái kiến thức thứ hai mà chúng ta cần đó là kiến thức bổ trợ. Anh em biết là chúng ta học lên trường thì chủ yếu là học những cái môn lý thuyết cơ bản cũng như là kiến thức ngành thôi, ô tô thôi. Nhưng mà khi ra thực tế thì những cái hàm lượng kiến thức đó nó chỉ chiếm khoảng 20% trong cái quá trình mà thành công cũng như là phát triển của chúng ta thôi. 80% còn lại nó nằm ở câu chuyện là những kiến thức bổ trợ ngoài ngành cũng như là những cái lý thuyết mà ở những cái kỹ năng mà chúng ta thực hành hàng ngày. Đó, thì cái kiến thức ngoài ngành ở đây, bổ trợ ở đây á, là có kiến thức, một là về ngoại ngữ này, hai là về các cái máy tính phần mềm internet. Chúng ta thấy ngày nay á, là khi mà tham gia vào làm việc ở bất kỳ môi trường nào chúng ta đều cần, đặc biệt là internet và máy tính đều cần phải biết sử dụng. Đó, cái thời đại bây giờ mà nói không biết sử dụng máy tính là chúng ta thua rồi. Đó, chúng ta sửa xe mà nói không biết đi tìm tài liệu, không biết sử dụng Google là chúng ta thua rồi. Đó, thì những kiến thức này ở nhà trường không có dạy, không nhà trường nào dạy hết, nhưng mà khi đi ra thực tế nhiều khi một sinh viên mới ra trường chỉ có kiến thức cơ bản thôi, chưa biết gì vào thực tế sửa xe gì, chưa biết làm, chưa biết kỹ năng. Đó. Nhưng mà anh có những kiến thức bổ trợ là nhiều khi anh đã tốt hơn một cái bác thợ làm với tôi 20 năm rồi, nhưng bác ấy chậm về cái kiến thức internet quá, nó vẫn chỉ làm về kinh nghiệm thuần thôi. Thì có nghĩa là chúng ta đã có những cái lợi thế rồi và ngày nay thì bắt buộc là chúng ta phải có những kiến thức này. Cái kiến thức bổ trợ này thì có rất là nhiều, tuy nhiên thì tùy vào mỗi cái công việc thực tế thì chúng ta sẽ cần những cái kiến thức bổ trợ riêng. Ví dụ như chúng ta làm về kỹ thuật đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải biết về tiếng Anh chuyên ngành. Đó, tại vì tiếng Anh chuyên ngành bây giờ nó nằm trong tất cả các loại tài liệu đào tạo cũng như là sửa xe rồi, tài liệu sửa xe là tài liệu chuẩn quốc tế rồi, nó chỉ là một tiếng Anh là phần phần đa thôi. Thì chúng ta phải biết kiến thức đó thì chúng ta mới đọc được cơ bản, rồi chúng ta sử dụng được máy chẩn đoán, hay là khi cần tìm một cái bộ tài liệu gì hay là một cái ban bệnh gì thì chúng ta phải biết gõ Google và dùng từ khóa được, và chúng ta phải dùng từ khóa bằng tiếng Anh. Đó, thì đó là ví dụ như là chúng ta làm kỹ thuật là như vậy, hay là chúng ta kiến thức bổ trợ chúng ta là một sale chẳng hạn thì chúng ta phải có những kiến thức về bán hàng, kiến thức về đàm phán, chúng ta phải phải đi tìm hiểu. Đó, thì những cái này thì mỗi cái vị trí chúng ta phải đi tìm ở bên ngoài để chúng ta học. Đó, và cái hành trình để học kiến thức bổ trợ này là hành trình học cả đời chứ không phải là chỉ học ở lại trong trường thôi. Cái thứ ba là nói về xã hội. Kiến thức xã hội tại sao phải đưa vào đây? Đó, chúng ta thấy kiến thức xã hội nó về kinh tế, chính trị, văn hóa, thời sự, khoa công nghệ là những cái thứ chúng ta phải cập nhật hàng ngày đó. Đó, những kiến thức này thì đặc biệt quan trọng với những bạn nào làm về dịch vụ. Đó, chúng ta làm về sale hay cố vấn dịch vụ thì khi mà bản chất của nó là bán hàng, và khi mà bắt đầu một cuộc bán hàng á thì chúng ta phải làm bạn với họ. Trong bán hàng nó có một công thức là bạn bàn và bán. Trước khi bán á, là nó phải làm bạn cái đó, sau đó bàn. Bắt đầu một cái cuộc đối thoại chúng ta phải trò chuyện được với họ cái đó. Chưa có nói gì mà nhảy vào sục sục bán hàng.
thì muốn mà trò chuyện được với họ, phá vỡ cái tảng băng rào cản đó thì chúng ta phải làm bạn được thì bằng những cái kiến thức xã hội này này. Đó, nhiều khi là chỉ nói về trận bóng đá hôm qua anh có xem hay không thôi. Đó, nhưng mà nói vào một cái tối qua hai người cùng xem một câu chuyện đó, nó bắt đầu trùng cái câu chuyện đó rồi thì bắt đầu chúng ta bắt đầu phá băng được cái tảng băng đó, bắt đầu một cuộc bán hàng được. Đó, thì những cái kiến thức xã hội này chúng ta phải cập nhật hàng ngày, chúng ta phải học hàng ngày. Đó, nhiều khi kiến thức về lịch sử hay gì đó nó là kiến thức bổ trợ anh em. Đó, thì cái thứ hai á, là về kỹ năng. Đó, chúng ta qua cái phần kiến thức qua kỹ năng. Đó, kỹ năng nó cũng là một trong những cái cấu thành về năng lực rất là quan trọng. Kỹ năng này, kỹ năng là gì? Kỹ năng là những cái gì mà chúng ta làm đi làm lại nhiều lần trở nên thuần thục. Và kỹ năng là một thứ để khi mà đứng trước một sự việc hay một cái công việc, chúng ta có cái cách xử lý nó tinh gọn hay không, có mềm mỏng hay không, có nhanh hay không, nó phụ thuộc vào kỹ năng này. Kiến thức nhiều khi mọi người có đó nhưng mà làm không có quen, nó không có trở thành kỹ năng. Nhiều khi máy tính vẫn biết gõ đó nhưng mà không có gõ thường xuyên đó, thì nó không có trở thành gõ nhanh được, thì đó là kỹ năng. Hay là có biết cầm cờ lê để vặn ốc đó nhưng mà vặn không quen tay thì vặn nhiều khi nó bị bập một khát là mình trở tay, thì đó là kỹ năng. Đó, thì kỹ năng này nó đòi hỏi là một quá trình chúng ta phải làm việc, làm đi làm lại, làm đi làm lại, có công thức 10.000 giờ đó. Làm đi làm lại nhiều chúng ta có thành kỹ năng. Đó, thì kỹ năng ở đây thì cũng mỗi cái công việc thực tế chúng ta sẽ phải trau dồi kỹ năng riêng cho mình. Đó, ví dụ như là kỹ năng công cụ này. Đó, kỹ năng công cụ này có kỹ năng sử dụng máy chẩn đoán có thành thạo hay không này, kỹ năng máy tính này. Đó, cái máy tính cũng là kiến thức nhưng mà nó cũng là kỹ năng. Đó, kỹ năng máy tính này. Đó, thì rồi là những cái kỹ năng về sắp xếp công việc này. Đó, chúng ta đi học á, 12 năm đi học rồi 5 năm đại học, có ai dạy chúng ta là phải đi sắp xếp công việc đâu. Chúng ta vào là chúng ta cứ làm vậy thôi, cũng không có một cái gì khoa học cả. Thì đây ra đời, đây là những thứ chúng ta phải học và chúng ta phải luyện. Đó. Rồi thì tùy vào mỗi công việc, ví dụ như là những bạn nào mà làm về dịch vụ thì chắc chắn là phải có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thấu hiểu lòng người. Rồi các cái khi mà lên các cái vị trí cao hơn, mình là trưởng của team khoảng 3 người thôi, nó bắt đầu về kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo. Những cái này chúng ta phải tự học ở ngoài đời, chúng ta phải tự vào làm liên tục và chúng ta rút ra được. Thì nó cũng là một phần cấu tạo lên cái năng lực của chúng ta rất là quan trọng. Đó. Thì cái thứ ba nó là cái trong cái công thức về năng lực này, nó là cái thái độ thì nó là lúc nào cũng cần hết á. Có thể là chưa có kinh nghiệm hay có kinh nghiệm chúng ta đều cần. Cái thái độ ở đây Giang có chia ra nó làm hai cái. Cái thứ nhất là thái độ với bản thân, cái thứ hai là thái độ với người khác. Đó, cái thái độ với bản thân là gì? Là lúc nào chúng ta cũng cầu tiến, lúc nào chúng ta cũng tích cực, cũng chăm chỉ, cũng kỷ luật, cũng trách nhiệm. Đứng trước một cái công việc mà chúng ta luôn là ý nghĩ rằng là có cách nào để làm cho nó tốt hơn hay không, có cách nào là trong cái công việc này mình sẽ làm cho nó chuẩn chỉ nhất hay không, thì chúng ta đã bắt đầu đưa cái thái độ mình vào trong cái công việc đó với bản thân mình thôi, chưa tác động gì với ai cả. Nhưng chính cái điều đó làm cho chúng ta tăng trưởng hàng ngày, chính cái điều đó làm cho chúng ta làm một công việc nó trọn vẹn, thì cái thái độ đó cực kỳ quan trọng. Trong cái công thức thành công, nhiều khi cái thái độ nó đã chiếm đến 50% rồi. Một bạn sinh viên ra trường chưa có kinh nghiệm, chưa có kỹ năng nhiều, kiến thức cũng chỉ là cơ bản thôi, nhưng một doanh nghiệp tuyển một bạn đó vào á là chỉ có hai yếu tố thôi. Yếu tố thứ nhất á là bạn này á là có kiến thức cơ bản là nắm được, ok, đánh giá là bạn này chưa học cũng là nghiêm túc đây. Cái thứ hai á là bạn ấy cũng có những cái kiến thức cập nhật mới ở ngoài, biết máy tính cũng biết điều, rồi là các cái tiếng Anh tiếng Ồ cũng biết đó. Nhưng cũng có vào chưa làm được việc đâu nha, chưa làm được việc. Nhưng cái quan trọng á là người ta đánh giá được ở bạn này là một người có thái độ tốt, bạn này cầu tiến này, tuy là chưa có kinh nghiệm gì cả nhưng mà cái thái độ để đi tìm việc rất là nghiêm túc này, cầu tiến này, lúc nào cũng muốn là mình có thể làm việc không công nhưng mà để học được, để cầu tiến được, thì người ta đánh giá rất là cao cái chỗ thái độ này. Và đó nhiều khi nó trở thành một cái key cực kỳ quan trọng để mà chúng ta có thể vào một cái doanh nghiệp được hay không. Đó, thì ở đây chúng ta thấy đó là cái công thức về năng lực là có ba cái yếu tố đó. Tuy nhiên thì khi mà vào thực tế thì chúng ta sẽ phải có thêm những kiến thức mới, có thêm những kỹ năng mới. Tuy nhiên đây nó giống như là một cái tấm bản đồ cơ bản để anh em có thể nhìn vào đó để biết rằng là mình đang thiếu cái nào, để anh em bổ sung thêm, để rèn luyện thêm. Ví dụ như là chúng ta lúc nãy thấy Giang chia sẻ là có rất nhiều nhóm nghề như vậy, rất nhiều môi trường như vậy. Mình sẽ đi trở thành một kỹ thuật viên. Một kỹ thuật viên nhìn vào đây mình biết kỹ thuật viên chắc chắn là lý thuyết ô tô là phải nắm chắc rồi. Không thể nào mà lơ tơ mơ mà ra có thể sửa xe mà có thể là đoán bệnh được. Đầu tiên là kỹ thuật ô tô phải nắm chắc. Cái thứ hai là tiếng Anh ok phải đi học. Rồi sử dụng internet là phải biết. Ngồi ở đây nhưng mà nhiều khi tìm bộ tài liệu ở bên Trung Quốc là phải biết
phải biết dùng cả Google dịch nữa, mình phải dịch được tiếng Việt ra tiếng Trung rồi bắt đầu đi tìm. Thì cái kỹ năng đó phải học hàng ngày, ngày đi làm thì tối về phải tự lần mò để đi tìm kiếm những cái đó thôi. Đó, rồi các cái kiến thức mà mình nhiều khi giao tiếp là mình ở đâu cũng cần hết, cũng phải về những kỹ năng đó cũng phải học hết. Rồi thái độ thì luôn luôn tích cực thì lúc nào ai cũng sẽ giúp đỡ mình để mình phát triển thôi. Đó thì khái quát là cái vấn đề thứ hai đang muốn chia sẻ với anh em đó là cái công thức về về doanh nghiệp cần gì ở một nhân sự đó. Cái tiếp theo thì để xem lại anh em nghe Giang chia sẻ có rõ không? Có nhiều anh em chúng ta tương tác một chút, chúng ta dừng lại một chút. Chúng ta anh em chào chào nhau nhá. Anh em nào chào Giang hú lại cái thế nào. Nói liền một mạch mà không có dừng lại là nhiều khi anh em không có là không có tương tác với nhau. Cái chủ đề về sinh viên là một cái chủ đề mà Giang luôn luôn muốn chia sẻ đến nhiều anh em, tại vì là thực ra là ngày xưa cũng là sinh viên và cũng thấy rằng là mình đi học thì đúng là học như vậy nhưng mà ít khi được tiếp xúc, rồi là ít khi có người nói cái là mình phải chuẩn bị gì để mà sau này mình rèn luyện sớm để mà ra ra trường là mình đi làm. Rồi là ngành cũng vậy, ngày xưa mình cũng cứ nghĩ rằng là học ô tô cũng chỉ biết rằng là một là vào hãng, hai là ra gara thôi, làm kỹ thuật hay là đi 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 ra gara ra hãng làm sale hay làm cố vấn thôi. Đó, cũng không biết rằng là nhà máy thì nghĩ là Giang cũng không muốn thiết kế cho nên không có đi tìm hiểu đó. Nhưng mà bây giờ sau này mà quá trình làm việc cũng thấy ô nhiều người liên hệ mình hỗ trợ để tuyển dụng, nhiều khi là một cái công ty về máy cơ khí động lực thôi, hay là một cái công ty về làm điện điện gió thôi cũng liên hệ, thì thì ra là nó có rất nhiều cái nhóm nghề mà mình có thể tham gia vào được. Và cũng mong muốn chia sẻ lại để anh em những bạn sinh viên ở sau á, đi sau á, thì chúng ta rút được cái kinh nghiệm đó. Rồi anh em nghe rõ đúng không ạ? Rồi cảm ơn anh, cảm ơn anh em, chào Nguyễn Khoa nha, chào Hoàng Cường này, Nguyễn Khoa này, Thái Đoàn này. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái buổi chia sẻ tiếp theo. Thì một cái nội dung thứ ba mà Giang muốn chia sẻ trong cái buổi hôm nay luôn, đó là có nghĩa là sinh viên ô tô cần chuẩn bị gì ngày hôm nay. Đó thì tất cả những cái điều mà lúc nãy nói là để anh em mở rộng ra thôi. Mở rộng rằng là đầu tiên là chúng ta nhìn nhận cái ngành, đừng có bị bó hẹp nữa, hãy nhìn nhận rộng ra là thấy rằng là chúng ta có rất nhiều cơ hội có thể tham gia vào được, để chúng ta đi tìm, chúng ta đi ướm mình ở trong đó để mà xem rằng là mình mạnh cái gì đó. Có một cái công thức mà hôm nay Giang không có làm slide đây nhưng mà cũng muốn chia sẻ với anh em luôn, có nghĩa là chúng ta biết là có rất nhiều nhóm nghề đó rồi, nhưng mà vậy thì mình này đó, ở đây ở ngoài này có rất nhiều nhóm nghề, xã hội cần rất nhiều cái nghề, rất nhiều cái môi trường cần chúng ta, nhưng mình chỉ có một thôi. Vậy thì mình vào môi trường nào thì sẽ phù hợp nhất? Anh em có bao giờ có hỏi câu hỏi như vậy không? Ngày xưa đang cũng hỏi như vậy đó. Thì mình muốn biết rằng là mình phù hợp với cái nào á, thì mình cũng có một người anh dạy cho mình, có nghĩa là mình phải định vị được mình, định vị được cái năng lực của mình mạnh cái gì, và mình mạnh cái gì thì mình phải phát huy cái mạnh đó. Thay vì đi 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 khắc phục cái điểm yếu thì chúng ta phát huy cái điểm mạnh. Mà muốn biết điểm mạnh thì chúng ta ngồi lại, chúng ta làm một cái khảo sát với bản thân thôi. Anh em lên mạng tìm cho Giang giúp Giang cái công thức SWOT á. Ở trong đó có điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Chúng ta bỏ hai cơ hội thách thức đi, chúng ta chỉ cần phân tích điểm mạnh và điểm yếu thôi. Điểm mạnh ví dụ chúng ta điểm mạnh là một người nói chuyện được này, ngoại hình tốt này, chúng ta muốn đi ra gặp đông người trò chuyện, chúng ta mong muốn rằng là tìm đến những cái môi trường luôn luôn mới, thì chúng ta đang rất là phù hợp với cái việc là đi làm dịch vụ, đi làm bán hàng. Hay là những anh em nào mà chúng ta cẩn mẫn tỉ mỉ, thích làm những cái điều nhỏ cho nó trọn vẹn, chúng ta có thể ngồi hàng giờ trong phòng được, chúng ta không có giao tiếp tốt, chúng ta không có khi mà đứng trước đám đông hay đi ra gặp một ai đó là chúng ta ngại ngùng, chúng ta chỉ muốn làm cái gì đó lục cục thôi, thì anh em đang rất là mạnh về kỹ thuật đó. Thì bằng cái việc phân tích điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình, cộng với cái việc rằng là đi tìm cái thị trường đang cần, thị trường đang cần là những cái vị trí kỹ thuật ở môi trường này này, vị trí sale ở môi trường này này, xong rồi anh em hãy giúp Giang là tìm cái đó xong á, thì sẽ mở cái bản mô tả công việc của cái tin tuyển dụng nó ra. Ngày hôm nay tí nữa hay là ngày mai anh em lên trong tôi job, hay là bất kể một cái trang nào tuyển dụng về và mà liên quan đến tất cả những công việc mà giống như nãy đang nói á, vào đó xem cái bảng mô tả công việc,
Ở trong đó người ta sẽ mô tả là cần phải làm việc A này, cần phải làm việc B này, cần làm việc C này. Đó, và yêu cầu đối với ứng viên là cần có cái này, là cần cái này, cái này. Là chúng ta biết là người ta cần cái một cái năng lực gì ở trong cái vị trí đó đó. Và bắt đầu ướm lại với bản thân mình xem rằng là mình mạnh cái gì. À, mạnh cái điều mà nó phù hợp với cái đó là ok, đó chính là cái một trong những cái lựa chọn anh em cần phải chú ý. Đó. Thì quay lại ở đây á là sinh viên cần phải chuẩn bị ngày hôm nay. Thì cái mục tiêu và cái mục đích của cái buổi Chia hôm sẻ nay thì cũng muốn là đến chia sẻ cái chỗ này thôi. Nãy giờ là chỉ nói mở rộng thôi. Có nghĩa là giống như đang nói là để mà ra làm kỹ thuật nó mất khoảng 3 năm từ khi mà chúng ta bước vào thực tập cái ngày đầu tiên, ít nhất là 3 năm cầm cái cờ lê lên để mà làm thì may ra chúng ta bắt đầu mới làm được việc. Hay là làm sale chúng ta chỉ là một người kỹ thuật lơ mơ thôi mà ra muốn bán được hàng bằng những cái kiến thức ô tô đó, nói với khách khách đâu người ta đâu có nghe, người ta người đâu ta biết đâu biết gì về, gì. về ô tô mà nói. Thì chúng ta phải đi học những cái khóa học về bán hàng, chúng ta phải đọc sách nhiều về bán hàng đó, thì nó cũng cần một cái quá trình, cần một cái quá trình, đó là một cái quá trình mà chúng ta phải chuẩn bị. Những cái gì mà có ngày hôm nay là kết quả của những cái việc mà chúng ta đã làm cách đây 2 3 năm, và những việc ngày hôm nay chúng ta làm đó là kết quả của nó sẽ phải đến 2 3 năm nữa mới đến, chứ không phải là ngày hôm nay nó có ngay đó. Thì muốn như vậy anh em ra trường muốn làm được việc ngay, muốn tránh mình nằm Không trong có số đông đâu. là ra trường là sẽ bị sốc nghề đó, vào làm là có nghĩa là làm không biết làm gì cả, không có lương đó, chỉ sau 3 tháng là không có gì ăn, đói quá là phải bỏ, thì chúng ta hãy ngay hôm nay phải chuẩn bị đi. Thì nằm ở đâu đây? Thì Giang có vẽ một cái hành trình, ở đây là một cái hành trình về sinh viên ô tô. Và cái hành Hành trình trình á này bạn. bắt đầu từ cái câu chuyện là vào đại học. Đó, anh em có thấy vào đại học cái chữ xanh xanh, cái hàng xanh ở phía dưới á. Đó, bắt đầu vào đại học, chúng ta vào đại học, chúng ta sẽ có năm 1, năm 2. Đó, Giang chia ra từng năm, năm 1, năm 2 là một giai đoạn, năm 3, năm 4 là một giai đoạn, 5 năm là một giai đoạn, và sau khi ra trường tiếp tục là một giai đoạn. Thì mỗi giai đoạn như vậy Giang sẽ chia sẻ lại bằng cái kinh nghiệm của mình luôn, bằng cái góc nhìn của mình để anh em tham khảo là xem là nó có đúng hay không và có nên áp dụng hay không. Thì thứ nhất năm 1, năm 2 với những sinh viên năm 1, năm 2 có nghĩa là chúng ta vừa mới đỗ đại học xong, vừa mới đỗ cao đẳng xong, bắt đầu đi học thì chúng ta bắt đầu lên và chúng ta học. Thì thường là cái tâm lý chúng ta lúc đó là vui chơi, chúng ta không có tập trung học đâu. Chúng ta nhiều khi là mất cả một kỳ bỏ qua là chúng ta rớt bao nhiêu là môn. Và cái mục tiêu học lúc đó là mục tiêu quan trọng nhất, là đừng có để rớt môn. Chưa cần anh em phải thấm nhuần tư tưởng Mác Lênin hay là học toán đại cương hay gì thật tốt, chưa cần, nhưng mà đừng có để rớt môn, tại vì rớt môn sẽ khiến anh em mất rất nhiều động lực ở phía sau. Và nhiều khi vì nhiều anh em ban đầu vào hừng hực lắm, thi điểm rất là cao, nhưng mà chỉ vì rớt 5 7 tín thôi là mất cái động lực để học. Thì cái đầu đầu tiên đó là đừng có để rớt môn. Cái thứ hai á, là hãy thích nghi nhanh với môi trường sống ở đó, tại vì chúng ta là sinh viên, chúng ta là một cái người thường là số đông là ở quê lên, chúng ta bắt đầu lên từ miền Tây hay từ Đắk Lắk hay là từ Gia Lai bắt đầu vào Sài Gòn để học. Và cái quá trình lên một cái thành phố lớn là một cái quá trình nhiều khi bị sốc môi trường. Nếu ngày xưa là Ở Giang Nghệ từ Nghệ An. An Hà Nội học á, nó bị nhiều khi bị sốc môi trường, tại vì chúng ta đang ở quê mà lên một cái thành phố nó quá đông đúc, cái môi trường sống nó khác, chúng ta xa rời gia đình, chúng ta bắt đầu phải tự lập, thì nhiều khi nhiều anh em là không có thích nghi kịp, mất cả 1 năm trời 2 năm trời vẫn chưa thích nghi được môi trường đó, làm cho chúng ta lúc nào hàng ngày cũng chỉ là buồn quá, rồi không có ai chăm sóc chúng ta, rồi chúng ta không có quen, làm cho việc là học hành nó trở nên ấy lắm. Thì hãy biết rằng á là ngày hôm nay chúng ta bắt đầu bước ra xã hội rồi, bắt đầu dang đôi cánh để mà đi tìm cho mình rồi, thì hãy thích nghi cho nhanh lên, kiểu gì nó cũng sẽ phải qua cái đó thôi, đừng có nằm trong cái đó nữa, hay đi ra ngoài nhiều lên đó. Thì bằng việc á, là những thời gian rảnh, học rảnh ngoài thời gian đó hãy đi tìm công việc để làm, đi tìm môi trường để làm thêm. Và những cái môi trường đang khuyến khích anh em đi tìm trong cái giai đoạn năm 1, năm 2 này là hãy đi tìm những cái môi trường nào mà làm về dịch vụ, ở đó anh em tiếp xúc nhiều người nhất, có thể đi làm bưng bê cũng được, đi làm Grab cũng được, nhưng mà những môi trường đó làm anh em tiếp xúc nhiều làm cho chúng ta có Cái nhìn nhìn nhiều hơn về xã hội, và đặc biệt là ở một cái người ở quê lên thành phố thì chúng ta nhìn được nhiều thứ hơn. À, ở quê không có bán hàng online, không có gì, gì nhiều hết đó. Lên đây bắt đầu học được nhiều thứ, đi tiếp xúc nhiều người, chúng ta giao tiếp nhiều loại người, chúng ta sẽ học được nhiều câu chuyện khác nhau, và chúng ta tự nhiên biết cách giao tiếp này, tự nhiên biết nhìn nhận xã hội nó một cái cách khác này. Và những cái đó là những kiến thức bên ngoài đó, nhà trường không bao giờ dạy được những kiến thức đó. Giống như kiểu ngày xưa hay nói đùa, có nghĩa là cái quá trình học 5 năm đại học á, nó chỉ giúp mình có 30% thôi đó, 70% còn lại á nó nằm ở câu chuyện đó, là lên một thành phố mới, thay đổi một môi trường mới, đi học ở những cái kiến thức ở bên ngoài, làm cho mình tự lập hơn này, làm cho mình có trách nhiệm hơn này, làm cho mình bắt đầu có nghĩa là có ý thức để phải đi đi tìm,
đi tìm. Ngày xưa là có nghĩa là cứ học cấp 1 là biết đến lên cấp 2 thôi, tốt nghiệp cấp 1 lên cấp 2, cấp 2 lên cấp 3 thôi. Nhưng bây giờ đó là đi tìm cho mình chứ không phải là đi đi ngồi đợi nữa. Đó thì cái việc đi làm thêm nó rất quan trọng, và hãy cái giai đoạn này đừng có chưa cần phải đi gara gì hết đó, đi tập trung vào làm dịch vụ thôi. Tại vì cái cuộc sống lúc nào cũng cần phải giao tiếp, lúc nào cũng làm việc con người với con người, và việc giao tiếp tốt đó, hiểu được con người, hiểu được cái môi trường ở bên xung quanh nó đang vận hành người ta cách làm kinh tế như thế nào, là chúng ta bắt đầu học được những cái đó rất là quan trọng đó. Chuyển sang cái giai đoạn là năm 3 năm 4 đó. Đó, năm 3 năm 4 thì chúng ta bắt đầu học vào những cái môn chuyên ngành, môn lý thuyết liên quan học đến ô tô. Đó, thì anh em đặc biệt là hãy nắm chắc, hãy học thật nghiêm túc về ô tô, anh em đừng có hời hợt, tại vì là những cái nguyên lý cơ bản nhất của động cơ hay những cái nguyên lý cơ bản nhất của phanh thôi mà anh em không nắm được thì ra ngoài đừng có nói gì đến câu chuyện làm gì hết đó. Đầu tiên bước vào cầm một cái lê muốn sửa xe thì đầu tiên phải biết cái hệ thống cung cấp nhiên liệu nó đi từ cái nào đến cái nào chứ, nó phải đi xăng, nó đi từ thùng xăng rồi nó đi qua đâu chứ. Thì muốn biết được thì chúng ta phải học cái đó, học những cái cơ bản thôi chứ cần phải cảm biến, chứ cần phải ECU cao siêu gì đâu. Hãy học những cái cơ bản lý thuyết cơ bản nhất và nắm thật chắc cái đó, nó là cái lõi để chúng ta sau này có thể phát triển, có là xe điện hay là xe gì nó cũng phải cần qua cái lõi đó hết đó. Thì anh em phải là học cái thật là chắc cái đó. Cái thứ hai á, là chúng ta đây là khoảng thời gian chúng ta cực kỳ hợp lý để học tiếng Anh chuyên ngành, và học tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh TOEIC, thì bây giờ chuẩn đầu ra là đều phải có tiếng Anh hết hoặc là tiếng Nhật. Mà ngành ô tô chúng ta anh em số đông rất là lười học cái này, chính vì vậy mà một số đông có nghĩa là không ra được trường vì không có chuẩn tiếng Anh này đó. Giang cũng từng là một cái nạn nhân của cái việc này đó, và mình rất là lười học tiếng Anh và mình đã phải quyết tâm đó, mất mất 1 năm trời để học, dù đã đi làm rồi nhưng vẫn phải học học để lấy được cái bằng. Thì anh em hãy dành cái khoảng thời gian này cực kỳ quan trọng, hãy tập trung học lấy cái bằng đi, bằng tiếng Anh đi, đừng có để mà chờ đợi nữa đó. Cái thứ hai á là đây là giai đoạn phụ này, cái này cực kỳ quan trọng này, tìm hiểu về ngành, về nghề, về tương lai đi, bắt đầu biết đến cái khái niệm gọi là chúng ta bắt đầu khái niệm là ô tô rồi đó, học mong chờ mãi 2 3 năm bắt đầu mới được học đến cái môn gọi là môn cấu tạo ô tô, sướng lắm đó. Nhưng mà hãy bắt đầu đi tìm về về ngành đi, về nghề đi đó. Giống như cái buổi livestream hôm nay này là ra cực kỳ chúc mừng những anh em nào đang là sinh viên năm 3, năm 4 mà xem được cái livestream này, tại vì ngày xưa đi học á nó có livestream, không có ai chia sẻ đó. Đó, mình chỉ biết là mình tự mình đi tìm thôi đó. Thì mình muốn mà sau này mình biết rằng là mình sẽ mục tiêu của mình chỉ được cái hướng của mình đi, có nghĩa là mình sẽ trở thành một cố vấn dịch vụ hay trở thành một kỹ thuật viên chuyên nghiệp luôn đó, thì hãy trước tiên là phải đi tìm về ngành, về nghề, giống như cái slide đầu tiên mà đang chia sẻ số 1 đó, có nghĩa là đừng sẽ học môi trường nào thì phải đi tìm ngay từ hôm nay, đừng có để đợi mai đó. Cái thứ hai á, là sau khi đi tìm nó thì hãy dành thời gian đi ra ngoài đi làm thêm, đi thực tập, nhưng mà lúc này thì bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái gọi là chuyên ngành. Và cái đầu tiên của anh em hầu như anh em ô tô ra là đều phải ra gara hết đó, chúng ta ra gara để củng cố lại kiến thức của chúng ta chứ không hẳn là ra gara là cứ phải lao vào để sửa chữa đâu, không chưa cần đâu, ra đó để nhìn thực tế các anh đang làm cái gì, thực tế một cái ô tô nó vận hành như thế nào. Rồi ngày xưa học ô tô học lý thuyết là vậy đó, học ở trên lớp là vậy đó, nhưng có biết dưới capo nó có cái gì ở dưới đó không, máy phát nó nằm ở chỗ nào có biết không. Đó, cái động cơ này là động cơ xăng hay diesel có biết không? Thì hãy đi ra đó nhìn thôi. Đó, dùng một cái thái độ thật là tích cực, hãy cầu tiến. Bà làm cái hồ sơ thật đẹp, ra gara xin. Với một thái độ cầu tiến thì ở đâu người ta cũng nhận hết đó. Chỉ có là số đông anh em chúng ta nhiều khi là hời hợt với cái việc đó, cứ tưởng là nó không quan trọng nên là vào gara cứ tưởng là mình đang làm việc không công cho gara nên là cái thái độ dửng dưng lắm. Nhưng mà khi mình biết rõ rằng đó là một trong những cái mục tiêu, những cái đích đến chúng ta phải vượt qua, chúng ta sẽ có một cái thái độ hoàn toàn khác, cái tìm vào cái môi trường đó để tìm để xin làm thêm đó. Thì những đặc biệt là những anh em sinh viên năm 3, năm 4, tại vì là để từ cái việc là chúng ta chỉ có một mớ lý thuyết thôi mà để có thể sửa xe á, kỹ thuật viên để phải cần khoảng 2 3 năm vào đó lăn lộn làm sửa chữa thực tế, hay là một anh muốn làm cố vấn dịch vụ á, đều phải có ít nhất là 6 tháng ra gara. Chúng ta vào đó nhìn nhìn thứ Nhìn thứ nhất nhất là nhìn xem một cái quy trình dịch vụ của một gara hay một cái xưởng dịch vụ nó vận hành nó theo những cái bước như thế nào đó, trong đó từ cái lúc khách hàng đến đưa cái xe đến đến cái lúc khách hàng đưa cái xe về thì nó phải trải qua những cái bước thế nào, ai tiếp khách, nói câu chuyện gì, báo giá như thế nào, làm việc với kỹ thuật ra sao, sửa chữa xong về kiểm tra như thế nào, rồi khi mà xe về thì phải chăm sóc như thế nào, vào đó để quan sát thôi. Nếu như các bạn định hướng làm cố vấn, bạn vào đó chưa cần phải nhảy vào sửa vặn ốc cho giỏi như gì đó, vào đó quan sát đó, xem cái thứ nhất là xem lại
cái lý thuyết học của mình với cái thực tế nó có giống nhau hay không, nó có những cải tiến gì. Cái thứ hai là xem cách vận hành của một gara nó như nào, và cái thứ ba là sau này có muốn làm chủ hay xem ông chủ đó người ta làm như nào để mình học. Đó là điều là học, không nhất thiết là cứ đến đó cứ phải xông pha vào làm cho nó máu làm gì. Những anh em nào định hướng làm kỹ thuật thì chúng ta chắc chắn là phải tham gia vào rồi, vào làm mãnh liệt rồi. Còn những anh em nào ví dụ như là muốn làm bán hàng, muốn làm marketing cũng được, cũng nhưng đều phải ra gara hết. Nhưng vào đó chúng ta xem cái câu chuyện khác, có nghĩa là câu chuyện là vào nhìn cái xưởng này nó có thiếu cái gì hay không, hình ảnh như thế nào, quy trình dịch vụ ở đây ra sao, nó có thiếu như nào, khách hàng đến từ nguồn như thế nào, có cách nào để gia tăng khách hàng cho cái gara này hay không. Hãy vào đó đặt những câu hỏi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm được những cái câu trả lời và dần dần hình thành nên một cái thói quen tự học bằng việc đặt những câu hỏi đó. Và phát triển chính là phát triển cái đó, không phải là ai một thầy nào dạy hết chúng ta hết. Hãy bằng một cái ý thức là chúng ta muốn phát triển cái nghề đó, cái nhóm nghề đó, và muốn phát triển qua bước đó chúng ta đều phải nghiêm túc trong mỗi cái việc chúng ta làm đó. Thì bước qua cái giai đoạn là sinh viên 5 năm á, sinh viên 5 năm cho cái slide sinh viên 5 năm ấy. Sinh viên 5 năm á, có nghĩa là 5 năm là chúng ta gần ra trường rồi. Đó, 5 năm chúng ta gần ra trường rồi, chúng ta chỉ còn cái bài toán là làm đồ án thôi. Đó, nhưng mà rất nhiều anh em cũng dửng dưng, nhiều khi là không có làm đồ án. Đó, làm không có đến nơi đến chốn, làm kiểu đối phó lắm. Đó, nhưng mà đây là giai đoạn nước rút rồi, chỉ còn có vài tháng nữa chúng ta sẽ ra trường, chúng ta hãy tập trung. Đây là cái mục tiêu quan trọng nhất rồi, hãy làm cái đó đi. Đó, cái thứ hai á, bắt đầu này, bắt đầu định vị lại bản thân. Đó, chọn hướng nghề phù hợp. Đó, năm 3, năm 4 chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu câu chuyện là ngành này có thể làm được cái gì rồi. Nhưng mà đến bây giờ 5 năm chuẩn bị này, chuẩn bị vài tháng nữa thôi, cầm CV để ra môi trường doanh nghiệp rồi. Bắt đầu hãy định vị bản thân, chọn cái nghề của mình thật chuẩn đi. Trước là nói dịch vụ chung chung thôi, nhưng bây giờ phải chọn đi. Phải chọn rồi chứ đừng có đợi đến lúc ra trường bắt đầu cầm cái CV ngơ ngơ ngáo ngáo, không biết đi bên phải bên trái nữa. Lúc đó là muộn rồi. Và số đông nhiều bạn mà lên ca thán là ngành này bỏ hay gì đó là các bạn buồn, cái là các bạn trước các bạn không có được nghe những câu chuyện này, các bạn không có chuẩn bị. Thật ra mình nghĩ là như vậy, nhiều số đông là các bạn không có chuẩn bị rồi các bạn ra là cứ nghĩ là có cái bằng đại học là chúng ta có thể làm được. Cái bằng đó nó chỉ là cái yếu tố đầu tiên thôi để bước biết rằng là anh đã từng có kiến thức ô tô thôi, chứ không có quyết định gì cái vấn đề là các bạn có thể làm được hay không hết đó. Sau đó bắt đầu chúng ta đi xin thực tập liên quan đến cái hướng nghề của mình. Bắt đầu nếu như muốn làm cố vấn thì em đã có kinh nghiệm là 1 năm làm ở gara rồi anh. Đó, rồi em cũng đã từng tiếp khách ở gara rồi. Đó, em mới ra trường thôi nhưng mà có từng đó kinh nghiệm. Thì nhiều khi là các bạn đã được chọn luôn rồi. Chứ không cần phải vào bắt đầu xuống xưởng này bắt đầu thực hành lại hay là gì hết. Tại vì các bạn đã có một quá trình chuẩn bị rồi. Đó, và 5 năm này là các bạn chọn xong là các bạn đi vào đó là xin thực tập cố vấn luôn. Nhiều khi là như vậy. Có những đại lý là người ta chấp nhận việc đó luôn, hay là các bạn có thể ra những gara, hệ thống gara nó chuyên nghiệp thôi cũng xin vào làm cố vấn. Đấy, cố vấn hay gì các bạn cứ, một là tinh thần, là thái độ, là cầu tiến, thứ hai là bước vào đó. Đó, cho em làm thử đi, làm thử xong mà ok là người ta sẽ nhận thôi. Tại vì chỉ cần năng lực của các bạn có khả năng sản sinh ra tiền cho doanh nghiệp thôi, doanh nghiệp chắc chắn sẽ nhận các bạn, vì các bạn bán năng lực mà. Cái năng lực của các bạn có thể giúp doanh nghiệp kiếm về 10 đồng thì doanh nghiệp đó sẵn sàng trả cho bạn 5 đồng. Năng lực của bạn có khả năng giúp doanh nghiệp kiếm được 100 đồng, doanh nghiệp đã sẵn sàng trả cho các bạn 50 đồng. Chỉ có điều là năng lực của bạn không có, mà vào đó bắt doanh nghiệp trả tiền thì nó mới không được thôi. Mà muốn có năng lực thì đó, quay lại đó, là mình phải biết rằng là mình sẽ đi làm cái gì, rồi mình có cái gì rồi thì mới đi ra bắt đầu mới trả giá được chứ. Đó. Có nhiều bạn đến nộp CV lên cho AutoJob, mình làm AutoJob. Có nhiều bạn gửi CV lên là nhờ anh giúp em tìm cái việc làm. Em hỏi em muốn làm nghề gì, bảo em học ô tô ra bây giờ chỉ muốn tìm làm ô tô thôi. Đấy, làm ô tô thôi. Làm ô tô là làm cái gì? Ô tô nó rộng, em làm kỹ thuật hay là bán hàng hay là em muốn làm PDI hay là em muốn thiết kế, hay là nhiều thứ này ô tô lắm. Tại vì các bạn không có hiểu về ngành đấy, không hiểu về ngành rồi cũng không biết là mình sẽ mạnh cái gì, mình đi làm cái gì, không có mục tiêu. Các bạn chung chung lắm, chung chung, dính cái sự chung chung đó làm cho các bạn không bao giờ tìm được việc, hay là vạ đâu là xin việc đó thôi. Có nhiều bạn gửi là vừa mới gửi làm kỹ thuật viên, xong một lúc sau thấy gửi làm sale, cứ đi rải vậy thôi. Nhưng rải như vậy liệu rằng doanh nghiệp có tuyển các bạn được hay không? Tại vì về phỏng vấn phát là biết, ồ em cũng chưa làm kỹ thuật, em tuyển ứng tuyển vào sale nhưng em có biết gì về sale đâu.
Gặp một khách hàng thì em sẽ nói câu gì đầu tiên? Người ta chỉ cần hỏi cái đó thôi. Các bạn đã không biết rồi. Chẳng lẽ hỏi anh ơi mua anh đến đây mua ô tô hay không? Nó không phải. Bán ô tô nó không phải bán như vậy. Đó, thì chính vì vậy quay lại là vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị ngay hôm nay. Các bạn đang là sinh viên năm 1 cũng cần phải chuẩn bị, sinh viên năm 3 cũng cần phải chuẩn bị, sinh viên năm 5 cũng cần phải chuẩn bị. Và những bạn nào mà đã ra trường rồi thì chúng ta đã bị muộn đi một 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 quãng, nhưng chúng ta vẫn phải, nếu như muốn phát triển chúng ta vẫn phải có cái quá trình chuẩn bị như vậy đó. Và cái nữa là mình muốn chia sẻ câu chuyện là khi ra trường á, đối với những anh em mà cơ may không may là chúng ta đã chưa biết đến Đến câu những cái chuyện câu chuyện này, chúng ta chưa chuẩn bị từ trước, thì hãy có một cái suy nghĩ nó thoải mái hơn một chút. Có nghĩa là hãy đừng có đặt kỳ vọng quá lớn về cái lương. Các bạn chưa cần phải đặt kỳ vọng quá lớn. Có nghĩa là chúng ta ngày xưa nhiều khi trai 18 tuổi muốn nghĩ cái câu chuyện gánh vác gia đình ghê gớm lắm. Là ra trường phải làm kỹ sư, ra trường phải lương 70 triệu này này, có tiền gửi về cho gia đình ABC gì đó, nghe gớm lắm. Nhưng mà thực tế khi chỉ cần đi bước ra khỏi cánh cổng trường mà không đạt được cái thực tế đó, không đạt được cái ước nguyện ban đầu đó, những cái gì mình đã mơ ra ban đầu đó làm cho các bạn tụt ngút cái động lực, và chính điều đó làm cho các bạn làm không có thấy vui, không có thấy happy đó. Nhưng mà cũng là một cái bạn ra trường đó, nếu như chúng ta đặt với một mục tiêu đơn giản hơn, rằng là chúng ta biết rằng là những cái gì học ở trường nó rất là cơ bản thôi, chúng ta cần phải mất thêm, tôi cho thêm 2 năm nữa để tôi phát triển năng lực ở ngoài doanh nghiệp, tôi học thêm những thứ ở ngoài. Mà bắt đầu ngày xưa tôi chả bao giờ đồng Excel cả, chưa bao giờ biết đến sắp xếp công việc là gì cả, chưa biết học quản lý như nào cả. Tôi cho 2 năm để làm công việc đó, và trong 2 năm đó lương chưa phải là vấn đề, với tôi chỉ cần đủ ăn thôi. Ngày xưa sinh viên 2,5 triệu 3 triệu vẫn sống được, thì bây giờ lương chỉ cần 3 triệu 4 triệu thôi, 4 triệu thôi, chưa cần phải cao, 5 triệu thôi. Sống ở Sài Gòn 5 triệu là quá nhiều rồi. Đó, ngày xưa tôi chỉ có 3 triệu thôi. Đó, thì nhưng mà những cái suy nghĩ đó không phải là ý ở đây, không phải là muốn nói anh em là không cần phải nhận lương, nhưng có nghĩa là trong cái mục tiêu ban đầu của mình đi, hãy nó đơn giản hóa nó một chút, đừng có đặt nặng cái vấn đề đó. Quan trọng là chúng ta có năng lực. Chúng ta có năng lực rồi tự nhiên chúng ta sẽ kiếm được tiền thôi. Doanh nghiệp chúng sẽ cần các bạn thôi. Các bạn chưa cần phải quan tâm cái đó, nhưng mà chính cái điều đó, cái suy nghĩ đó ban đầu nó phù hợp với mỗi người thôi, mình không có nói, nhưng mà cái góc nhìn của mình là nó như vậy. Có nghĩa là đừng có đặt áp lực quá làm cho chúng ta khi mà ra mà năng lực đang thấp, cái khả năng kiếm tiền đang còn thấp, mà cái mục tiêu ban đầu của chúng ta nó quá lớn làm cho chúng ta bị sốc và chúng ta bắt đầu loay hoay, thay vì cái việc là dành thêm 1 năm để xuống gara làm thêm phụ thêm để mà học thêm, để mà những năm sau chúng ta có cái năng lực nghề nó phát triển chắc rồi, chúng ta bắt đầu kiếm tiền tốt hơn và chúng ta có thể phát triển bền vững với nghề. Thì vì ngày hôm nay không kiếm được tiền, chúng ta sẵn sàng bỏ nghề để đi chạy Grab, để đi kiếm mỗi ngày 300 nghìn trước cái đã, tháng 9 triệu thấy rất là nhiều, nhưng mà Grab năm nay thôi, năm sau nữa biết đâu nó có tồn tại hay không, và chúng ta có cách nào để phát triển được nó hay không? Không có. Và chúng ta Đúng đang rồi. đang bỏ đi một những cái cơ hội bằng cái việc là nhiều khi bị sốc những cái ban đầu vậy thôi đó. Thì cái nội dung chia sẻ hôm nay thì chắc là cũng sẽ khái quát dừng lại ở đây đó. Thì nó cũng mất khoảng 1 tiếng đúng như dự kiến ban đầu của mình đó. Thì anh em còn nghe rõ cái live stream đang chia sẻ không ạ? Chúng ta giao lưu một chút đó. Anh em comment giúp Tham nhận gia. xét, tại vì là cũng là lần đầu tiên lên mà live stream chia sẻ trực tiếp với mọi người như này. Cũng rất mong muốn rằng là nhận được những cái ý kiến, nếu như hay thì comment hay giúp mình, dở thì comment dở chỗ nào để mình rút kinh nghiệm. Tại vì là cũng có rất là nhiều ý trong đầu soạn trước, thì có rất nhiều ý muốn chia sẻ với anh em, tại vì câu chuyện sinh viên là câu chuyện mà Giang cũng rất là tâm huyết, xây dựng một cái cộng đồng, đồng xây dựng thôi, từ 2018 cũng mong muốn xây dựng một cái sân chơi để anh em có thể giúp đỡ nhau, cũng như là chia sẻ những cái bài viết của Giang ở trên đó để mà anh em hiểu thêm về ngành, để mà vượt qua những cái khó khăn, động viên anh em để anh em phát triển thêm ở trong cái ngành này, để mà trụ vững được đó. Thì sao lại vào không vâng anh live stream thường xuyên hơn được không? Cảm ơn bạn Nguyễn Khoa. Có rất là nhiều ý mình muốn chia sẻ, rất là nhiều ý mình muốn chia sẻ. Thì ngày hôm nay thì thời lượng chương trình nó cũng có hạn, với thứ hai là cũng không muốn để mất nhiều thời gian của anh em đâu, tại vì chương trình nó cũng phù hợp thôi. Thì hôm nào nói ít thì hay, nói nhiều nhiều khi nó lại không hay, thì hôm sau thì mình Mình sẽ có cơ có hội. cơ hội mình sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em.
thì anh em nếu như thấy có cái chỗ nào hay thì anh em comment cho Giang, và chỗ nào chưa chưa hay thì cũng comment nhé. Rồi cảm ơn anh em nhiều lắm. Rồi cái chương trình live stream này là cái chương trình nằm trong cái chuỗi live stream tai ngành nói chuyện về nghề của Trung tâm Đào tạo VLAC tổ chức, thì sẽ mời nhiều cái chuyên gia ở nhiều cái lĩnh vực. Thì hôm trước anh Nguyễn Thanh Đàm cũng đã chia sẻ về câu chuyện tổng quan nghề rồi. Hôm nay thì mình nói câu chuyện về sinh viên, tại vì mình gần hơn với các bạn. Thì trong tối thứ bảy tuần này thì anh Đặng Văn Luyện, giám đốc trung tâm đào tạo VLAC, cũng là người có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc mà kỹ thuật viên sửa chữa, cũng đã từng làm ở kỹ thuật viên trưởng của Hyundai Bắc Giang, các thứ, thì cũng sẽ có một cái buổi chia sẻ với anh em. Và cùng với đó là có anh Nguyễn Đình Thống. Anh Thống thì là đang là giám đốc đào tạo của trung tâm, và cũng là người có 25 năm kinh nghiệm trong ngành, cũng đã từng là giám đốc dịch vụ của nhiều hãng xe như là Volvo Việt Nam, BM rồi là Mercedes, thì cũng sẽ có những cái buổi chia sẻ với anh em về những cái góc nhìn là những người đi trước ở trong ngành, thì để cho anh em có thể hiểu hơn về các cái khía cạnh của ngành và những cái gì mà chúng ta đang mắc kẹt ở trong đó. Cái chủ đề có nghĩa là người trong ngành nói chuyện là gì đó. Người trong cuộc nói chuyện trong kẹt, người trong cuộc bàn về chuyện trong kẹt đó, thì chia sẻ về chuyện trong kẹt. Thì anh em chú ý theo dõi tối thứ bảy nhé, tối thứ bảy tuần này, và vào cái lúc 19:30 luôn, thì anh em chú ý sắp xếp theo dõi. Còn Giang tí nó sẽ dành thời gian xem lại các cái comment này, nếu như mà nó hay thì Giang cũng sẽ sắp xếp là có một cái thời gian nào đó và nó phù hợp thì sẽ tham gia chia sẻ thêm cho anh em một số cái câu chuyện về thực tập như thế nào, rồi một số cái nghề thì cần có những kỹ năng gì thì Giang sẽ sắp xếp. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi chào anh em nhé.